đánh giá là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng lớn nhất do dịch COVID-19. Tuy nhiên, ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, cùng với các chính sách kích cầu du lịch nội địa được thúc đẩy mạnh mẽ, thì sự quan tâm của các nhà đầu tư trên thị trường tới bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục gia tăng. Và ngay đầu tháng 6 vừa qua, thì nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng đã bắt đầu quay trở lại thị trường. Hội An là điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất miền Trung đối với du khách trong và ngoài nước. Địa phương này đã phát triển xu hướng du lịch mới là nghỉ dưỡng kết hợp với trải nghiệm văn hóa. Do quỹ đất hạn hẹp, bất động sản Hội An luôn được coi là hàng hiếm với các nhà đầu tư. Quỹ đất ở Hội An nó không còn nhiều và đây là cái lựa chọn mình nghĩ là nó cũng hợp lý. Đối với cái Hội An nó có thế mạnh so với các Phú Quốc, Nha Trang là cái văn hóa bản địa, bởi vì là nó là được UNESCO công nhận nó là di sản. Hiện nay Hội An đã có khá nhiều khu nghỉ dưỡng hình thành ven sông, nhưng lại thiếu những khu nghỉ dưỡng ven biển liên kề với khu vực phố cổ. Việc thiếu các hoạt động giải trí thể thao trên biển khiến địa phương này khó níu chân du khách nghỉ lại dài ngày. Tuy nhiên, quỹ đất ven biển dành cho phát triển bất động sản nghỉ dưỡng cũng rất khan hiếm, nhất là dọc bãi biển An Bàng. Chỉ còn lại một vài dự án ven biển đang triển khai xây dựng, trong đó có dự án Santira Beach Resort and Spa. Mặc dù là chúng ta đang giao lưu với cái thế giới thì nó đang khó khăn, nhưng mà cái nguồn nhân lực và nguồn lực du lịch của trong nước rất là mạnh và chúng ta đang tận dụng những việc đó để thúc đẩy và phục hồi lại cái phần bất động sản nghỉ dưỡng của chúng ta hiện nay. Chúng tôi luôn luôn duy trì cái công nhân trên công trường gần 800 đến 1.430 cái căn hộ và 70 căn biệt thự mặt tiền biển. Ở đây cũng có thể nhìn thấy là cái sự hồi phục đáng ghi nhận của cái phân khúc khách sạn cũng như là du lịch nghỉ dưỡng. Cùng với động thái các ngân hàng giảm lãi suất gần đây, nhiều chuyên gia cho rằng dòng tiền có thể đổ vào bất động sản, trong đó có phân khúc nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, thị trường bất động sản ven biển miền Trung thời gian qua phát triển khá nóng, nên người mua hiện nay xem xét rất cẩn trọng về tính pháp lý, hạ tầng của các dự án đang được chào bán.